Trần Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký. Chương trình này được phát hình và phát thanh trên Facebook lẫn YouTube. 5 giờ 30 giờ California tức là 7 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trân trọng cảm ơn tất cả khán thính giả ở khắp nơi đã chọn cái channel này để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích trên tinh thần chủ quan của phòng cũng như phần thảo luận của tất cả chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người. Và trước khi đi vào cái phần Đề tài ngày hôm nay của chúng ta thì vẫn là phần bảo trợ của những người bạn. Trước hết là phần bảo trợ của luật sư Di Na Nguyễn. Số điện thoại là 7146572425, 7146572425. Luật sư Di Na Nguyễn chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Quý vị ở tất cả các tiểu bang xa, nếu như gặp trở ngại về luật di trú hoặc là có nhu cầu về di trú bảo lãnh cho gia đình hay là hôn phu, hôn thê hay là du học, thậm chí là qua Mỹ làm việc, định cư vân vân Quý vị có thể liên lạc với luật sư Dina Nguyễn. Một lần nữa số điện thoại là 714-657-2425. Và nhớ là test cho luật sư trước khi mà quý vị gọi. Bởi vì nhiều khi quý vị gọi thì luật sư đang ở ngoài tòa và không có bắt điện thoại được. Bên cạnh đó còn có sự bảo trợ của Win Financial, công ty thuế vụ tại quận Cam. Và quý vị ở khắp các tiểu bang, năm nay mùa thuế đang tới. Và nếu như quý vị có nhu cầu về thuế vụ, bị sở thuế audit hay là muốn khiếu nại với sở thuế, muốn đòi quyền lợi cao nhất với sở thuế, quý vị có thể liên lạc với Queen Financial, số điện thoại là 714 888 5666, 714 888 5666. Đó là số điện thoại của Win Financial. Hy vọng rằng quý vị sẽ có được cái hồ sơ thuế à, như ý của mình một năm nay nếu quý vị liên lạc với Win Financial. Ngoài ra Wing Financial còn hỗ trợ cho quý vị vay tiền mua nhà nếu quý vị muốn có một cái nhà an cư lạc nghiệp ở ngay chỗ cái nơi mà quý vị đang làm việc có thể liên lạc với Win Financial giúp quý vị vay tiền trên 50 tiểu bang một lần nữa 714 888 5666 ngoài ra còn được sự bảo trợ của hệ thống nhà hàng Song Long có mặt trên Bonsa đã qua 20 năm và đã thường xuyên tiếp đón rất nhiều giới văn nghệ sĩ tại quận Cam tới ăn tối và ăn trưa tại nhà hàng song long nơi đây có rất nhiều những món ngon để tha hồ cho quý vị lựa chọn nếu quý vị muốn ăn trưa bàn công việc bàn business với bạn bè hay là quý vị muốn ăn tối với gia đình có một bữa tối thật ngon quý vị có thể ghé tới nhà hàng song long và quý vị lên google lên yelp đánh chữ song long restaurant sẽ có số điện thoại địa chỉ của nhà hàng song long trên đường bonsa một lần nữa giới thiệu tất cả các bạn bè ở khắp nơi nhà hàng song long rất là ngon phong đã ăn nhiều lần và ở đây có nhiều món rất đặc biệt từ bún chả Hà Nội, chả cá thăng long cho tới steak theo kiểu Pháp. Rất là ngon, quý vị có thể tới thưởng thức. Đặc biệt bún xuông của Sông Long cũng là vô địch đó các bạn, ở tại quận Cam. Một lần nữa giới thiệu tất cả mọi người, nhà hàng Sông Long. Và đó là phần bảo trợ của những người bạn của Phong ở trên Facebook và trên Youtube. Và bây giờ thì chúng ta đi vào trong cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay. Tuần trước các bạn nhớ, hai tuần trước thì Phong có đưa cái tin là Đài Loan chi ra 13 tỷ Mỹ Kim. Đầu tiên là họ tính mua trên 60 chiếc F-16V. Và sau đó thì phía Đài Loan, Bộ Quốc phòng Đài Loan lại đưa ra cái đề nghị là yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ đề nghị xem họ mua những loại vũ khí nào có lợi cho họ. Và sau đó vài ngày thì cuối cùng thì bên phía chính quyền Tổng thống Donald Trump và Tòa Bạch Ốc xác nhận là đồng ý bán cho Đài Loan hơn 60 chiếc F-16V. Đây là cái tin chính thức và họ đang chờ quốc hội có 30 ngày để có thể trận lại nếu như quốc hội không muốn bán cho Đài Loan. Thì việc bán vũ khí này đã xong, coi như là quốc hội cũng không có lên tiếng phản đối trong mấy ngày qua. Thì các bạn thấy là có vẻ như là xong, Đài Loan đã giải quyết xong cái mảng này. Tuy nhiên, tại sao phải mua F-16V mà không mua những loại vũ khí khác? đây là một trong những cái đề tài phong bàn tới với quý vị và trong nhân cái hai cái tin ngày hôm nay cái tin đầu tiên là Trung Quốc xác nhận F 16 v được xem là hung là hung thần của các loại ném máy bay ném bom của Trung Quốc đó là bản tin mà các bạn nhìn thấy trên uh, tờ uh, Taiwan News ngày hôm nay Trung Quốc thừa nhận F 16 là sẽ ảnh hưởng đến loại máy bay ném bom XSK Bomber của PLA à, tức là à, cái chữ này chỉ viết tắt PLA tức là lực lượng giải phóng nhân dân Trung Quốc à chữ AF e sau cùng là chữ AFOT e nha các bạn tức là lực lượng không quân của à, lực lượng giải phóng nhân dân Trung Quốc thì ở đây à, cái một trong những cái à, tờ báo nổi tiếng trên mạng của Trung Quốc là tờ Sina. à, trong cái vấn đề mà à, quân sự thì họ đã thừa nhận rằng là cái loại ném bom H-6K, tức là H-6K Bomber aircraft sẽ đối diện Với những cái uh, sứ mạng đặc biệt Nếu muốn tấn công Đài Loan Và cái, cái công cụ trận giữ họ Chính là F-16 Và trong cái bản báo cáo này Các bạn nhìn thấy là Trong cái uh, những cái lần huấn luyện uh, Từ uh, tháng 4 năm 2018 Mà Đài Loan đã sử dụng F-16 để mà uh, Cùng tham tha gia với lại uh, Đánh uh, máy bay ném bom của Trung Quốc và lại F16 này cho thấy rằng là nó nó có đầy đủ những cái phương tiện để ngăn chặn cái chiếc máy bay ném bom của Trung Quốc và ở đây các bạn thấy là họ thừa nhận điều này. Bây giờ thì các bạn hiểu lý do tại sao mà Hoa Kỳ đồng ý bán F16 cho Đài Loan và Đài Loan cũng muốn muốn mua F16 bởi vì F16 được xem là một trong những loại chiến đấu cơ có thể ngăn chặn rất nhanh chóng và phản ứng rất nhanh chóng Đối với loại máy bay ném bom của Trung Quốc có cái uh, ký hiệu là x k tức là H6K okay. và đây là cái một trong những cái mà gọi là gần như gần như là sát thủ của loại máy bay ném bom này và PLA lực lượng không quân của PLA thì rất e ngại cái loại F16 này và đặc biệt cái version F16V nó lại associate với lại F22 và F35 F-35 là loại chiến đấu cơ mới nhất của Hoa Kỳ thì nó associate tức là nó có những cái cổng thông qua tức là những cái hệ thống liên lạc communicate và đồng thời là à, nó có thể điều khiển được nếu như trường hợp mà nó bị trục trặc thì F-35 có thể communicate để điều khiển chiếc F-16 được phi công ngồi trên F-35 ngược lại phi công ngồi trên F-16 có thể mở cái cổng thông qua F-35 và điều khiển chiếc F-35 ở một cái à, mức độ nào đó qua cái hệ thống gọi là là control từ xa. Đó là một trong những cái mà đặc biệt của chiếc F16V. Và đó là cho các bạn thấy cái hình ảnh của chiếc F16 và tại sao Đài Loan mua chiếc F16. Và bản tin quan trọng nhất ngày hôm nay sáng nay Phong có loan. Và bây giờ thì chúng ta loan lại thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ đi vào phân tích. Đó là tàu chiến của Hoa Kỳ và tàu tuần duyên của Hoa Kỳ đã chính thức đi vào eo biển Đài Loan lần thứ ba trong năm 2019 liên tục nha các bạn. Đây là cái bản tin mới nhất. Ở đây thì các bạn thấy là tàu chiến của Hoa Kỳ đã bắt đầu thách thức Trung Quốc khi mà đi ngang ngang qua cái eo biển Đài Loan. Và ở đây họ họ cho thấy là hai chiếc tàu quân sự hải quân của Hoa Kỳ đã băng ngang eo biển Đài Loan vào hôm chủ nhật 24 tháng 3, lần thứ ba trong năm 2019 và lần thứ sáu trong vòng 9 tháng qua. Và bản tin cho biết là chiếc khu trục hạm Curtis Wilbur là và chiếc à, là, là, chiếc tàu chiến của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, Coast Guard tức là tức là tuần duyên, Cutter Bedford đã đi ngang qua eo biển này để và gọi là để xác nhận cái việc à, vùng tự do hàng hải của chiến lược Indo-Pacific theo tường trình của giới quân sự Hoa Kỳ và nói rằng thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục di chuyển à, bất cứ chỗ nào mà luật lệ quốc tế cho phép và các cái à, chiếc à, Tàu chiến của Hoa Kỳ băng ngang đa, eo biển Đài Loan là hôm 25 tháng 2 và hôm 24 tháng Giêng. Tất cả các bạn thấy là cái cách một tháng là họ đi một lần. Và đồng thời là cái nó cũng đã có một cái chuyến di chuyển vào tháng 10, tháng 10, tháng 11 và tháng 7 năm 2018. Và cái chuyến mà tháng 11 là chỉ có vài ngày trước khi mà Đài Loan có cái cuộc bầu cử địa phương. Đây là bản tin mà các bạn đã nhìn thấy trên tờ Taiwan News ngày hôm nay nha các bạn. tờ Taiwan News. OK, như vậy thì các bạn nhìn thấy ra cái gì ở trong cái việc mà Hoa Kỳ tăng cường, gia tăng cái uh, sự uh, ảnh hưởng của họ ở trên cái khu vực eo biển Đài Loan. Bây giờ để phong cho các bạn thấy, sáng nay phong có đưa cái tin, nhưng mà để cho các bạn hiểu rõ là họ băng ngang ở đâu và tại sao Trung Quốc sẽ phải phản ứng. OK, các bạn, đây là bản đồ. Thì uh, trên cái chuyến đi này là các cái tàu chiến của của Hoa Kỳ lại đi kỳ này khá đặc biệt. Uh, các bạn còn nhớ đảo Quang ở đây nha các bạn. Thì từ đảo Guam, Hoa Kỳ đi ngược bên đây và đi vòng ở cái khúc giữa này và đi vòng trở ra. Ok. Đi vòng trở ra. Đây là cái chuyến mà nó đi từ ở khúc này qua nha các bạn. Thì bây giờ mình rung ngược vô ở khúc eo biển Đài Loan. Tại sao? Tại vì á, đây là bờ biển của Trung Quốc 12 hải lý. Đây là eo biển của Đài Loan cũng 12 hải lý. Cái đoạn ở giữa này cái đoạn ở giữa này là cái đoạn được Hoa Kỳ khẳng định là tự do hàng hải. Tức là khi mà tàu chiến của Hoa Kỳ đi ngang, họ đi ngay khúc giữa này các bạn. Đi ngay khúc giữa này và họ khẳng định đây là con đường tự do hàng hải. Nó không thuộc về lãnh hải của bất cứ quốc gia nào. Trung Quốc căn cứ trên cái luật biển năm 1982 thì là 12 hải lý từ cái baseline, tức là từ cái bờ đất liền của họ là từ đây ra 12 hải lý. Đài Loan cũng ra 12 hải lý. Thì còn cái đoạn ở giữa này là cái đoạn tự do hàng hải và Hoa Kỳ đã di chuyển từ hướng này đi từ hướng Tây Bắc và đi ngược lên hướng Bắc nha các bạn và đi vòng trở ra đó là cái lộ trình mà <laughs> ngày hôm nay phía tàu chiến của Hoa Kỳ và tàu tuần duyên của Hoa Kỳ đã có mặt tại eo biển Đài Loan ở đây cho các bạn thấy hai vấn đề thứ nhất vấn đề thứ nhất là tại sao nó lại xảy ra ngay trong giai đoạn này và hôm nay là ngày 25 tây và các bạn nhớ ngày 24 tây tháng giêng họ đi một lần Ngày 25 tây tháng 2 họ đi một lần. Và bây giờ là 24 tây tháng 3 họ đi lần thứ ba. Vậy thì 24 tây tháng 4 hay 25 tây tháng 4 ở khoảng đó tàu chiến của Hoa Kỳ có đến à, bến cảng ở băng ngang cái eo biển Đài Loan nữa hay không? Mà các bạn đừng quên ngày 23 ngày 23 là ngày Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh hàng hải. Các bạn còn nhớ cuộc duyệt binh hàng hải mà tôi đã từng nhắc qua. Nó nằm ngay đây đây các bạn. Đây là bờ biển Hoàng Hải. Ok, à, bờ biển Hoàng Hải nằm trên đây. Ô xin lỗi, xin lỗi các bạn ở trên đây chứ. Sorry. Ở trên đây, Yellow Sea, vùng vô cái biển Việt Nam. Ok các bạn. Đây là Yellow Sea, tức là bờ biển Hoàng Hải và cuộc duyệt binh sẽ diễn ra từ Thanh Đảo ở tỉnh Quang Đông. Đây là Thanh Đảo nha các bạn và đây là cái chỗ duyệt binh của họ và tàu của Hoa Kỳ trên nguyên tắc theo cái lịch chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng trong năm 2019. Nếu như Nếu như định kỳ mỗi tháng một lần mà tàu chiến Hoa Kỳ băng ngang qua eo biển Đài Loan ở cái đoạn giữa này thì rõ ràng là sự thách thức của Trung Quốc với Trung Quốc một cách rất rõ nét và sự thách thức này nó diễn ra mỗi tháng một lần trong giai đoạn này tháng giêng có rồi tháng 2 có rồi tháng 3 có rồi bây giờ thì qua tháng tư như thế nào 23 tây tháng tư là cuộc duyệt binh hàng hải của Trung Quốc 24 và 25 là hai cái ngày mà Hoa Kỳ thường xuyên có chuyến đi ngang cái eo biển Đài Loan. Vậy thì Hoa Kỳ có nể mặt Trung Quốc tạm ngưng cái này hay không? Trong tháng 4 mà sẽ quay trở lại trong tháng 5 hay không? Hay là vẫn tiếp tục theo cái dự định của Hoa Kỳ là băng ngang eo biển Đài Loan? Đây là câu hỏi mà chúng ta đặt ra trong thời gian tới là tàu chiến Hoa Kỳ có băng ngang hay không? Và cái điểm đặc, điểm đặc biệt là chỗ nào? Là không phải do phía Hoa Kỳ tại cái lịch của phía Hoa Kỳ đã lên rất là rõ ràng trong mỗi một tháng họ sẽ đi bao nhiêu lần và đi đến đâu thì cái đó cái lịch của hải quân hoa kỳ đã có cái điểm đặc biệt là đài loan tức là cái staff làm việc dưới quyền của bà thái anh văn họ đã chọn đúng cái thời điểm cho bà đà, bà thái anh văn ghé bên hawaii chỉ vài ngày trước khi mà tàu chiến của hoa kỳ xuất hiện tại eo biển đài loan các bạn còn nhớ hôm trước tôi có nói với các bạn về cái chuyến thăm của bà tới khu vực ở đảo solomon không đây nè các bạn thì hôm trước từ, từ Đài Loan bà đã bay xuống thăm viếng ba đảo quốc ở khu vực Solomon Sea nha các bạn thì thay vì bay về ngược lại Đài Loan ở đây thì bà lại bay ngược qua bên Hawaii nằm tuốt góc bên này nè các bạn đây là Hawaii nha các bạn và từ Hawaii này bà mới bay thẳng về Đài Loan và khi bay về Đài Loan như vậy nó chỉ diễn ra đúng ngay cái thời điểm mà chỉ còn vài ngày nữa là cái lịch băng ngang eo biển Đài Loan của Hải quân Hoa Kỳ diễn ra như vậy thì rõ ràng phía đài loan họ nắm rất rõ những lịch trình mà phía hoa kỳ cung cấp cho họ về cái lịch trình băng ngang eo biển của đài loan tức là hoa kỳ đã có lịch trình cho suốt cả một năm chứ không phải chỉ là một trong những cái hành động gọi là bất ngờ mà họ có cả một cái lịch trình và đài loan đã dựa theo cái lịch trình đó của hoa kỳ để design tức là để thiết kế ra những cái cuộc đi gặp cộng đồng quốc tế của bà thái anh văn có khi là nó trước, có khi là nó sau, nhưng thông thường là nó đi trước. Thông thường là nó đi trước chứ không đi sau. Do đó, những cái lịch trình của bà Thái Anh Văn đi ra cộng đồng quốc tế bên ngoài, nó sẽ rơi vào khoảng thời gian này mỗi một tháng. Nếu như bà ta đi vận động quốc tế để chống lại sự cô lập của Trung Quốc. Thì các bạn thấy là ngày 24 tháng Giêng là đầu năm thì tàu hải quân của Hoa Kỳ đã bay vào. Rồi uh, chưa kể cái đó là tôi mới nói tàu chiến nha tôi chưa nói tới B-52 tức là máy bay máy bay thả bom của Hoa Kỳ rồi ngày 25 tây tháng 2 tàu chiến của Hoa Kỳ lại băng ngang eo biển Đài Loan nữa và 24 tháng 3 thì lại băng ngang và eo biển, biển Đài Loan 3 lần và cả 3 lần này đều diễn ra từ 23 cho tới 25 tây tức là cái lịch trình đó mỗi tháng một lần thì rõ ràng chúng ta thấy nó nằm ở ngày cái dấu mốc này 23 tây tháng 4 là cái cuộc duyệt binh mà trung quốc đang cố gắng để tổ chức thật thành công cái cuộc duyệt binh này để khoe khoang cái lực lượng hải quân của họ trên biển và đồng thời là để răng đe những quốc gia nhỏ xung quanh đặc biệt là họ cũng nhắm tới đài loan chứ không phải không có thì các bạn thấy là cái lịch nó nằm sát như vậy đây sẽ là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ tới liệu hoa kỳ có nể mặt trung quốc tạm ngưng cái chuyến đi vào eo biển Đài Loan trong cái giai đoạn ngày 23 cho tới ngày 25 tây hay không? Hay là những họ vẫn giữ lịch trình và nếu như họ giữ lịch trình, Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ phản ứng rất mạnh. Tại vì nó vừa diễn ra 23 diễn hành mà 24 tây mà Hoa Kỳ có mặt ở eo biển Đài Loan thì rõ ràng là thách thức một cách trực tiếp với Trung Quốc. Tức là không nể mặt Trung Quốc nữa. Đó là một trong những cái điểm mà chúng ta thấy được trong cái bản tin ngày hôm nay và không những là chiến chiến thuyền của Hoa Kỳ đi vào trong cái eo biển Đài Loan để khẳng định cái đường tự do hàng hải ngay cái rảnh ở giữa mà kể cả máy bay ném bom B52 của Hoa Kỳ cũng bay dạo ở khúc này các bạn nhớ vừa rồi là hai chiếc máy bay bay vào biển đông một cái bay lên hướng bắc tức là hướng bờ biển của Nhật Bản bay ngang qua không phận của Đài Loan và một cái là bay xuống Hoàng Sa rồi trong vòng trở ra vòng trở ra lại đảo hoàn thì không những là không phận mà Hoa Kỳ đã khẳng định là fly and virtual tức là kể cả đi bằng đường thủy lẫn đi bằng đường hàng không Hoa Kỳ vẫn khẳng định cái đường tự do hàng hải ngay eo biển Đài Loan tại vì căn cứ trên cái luật biển quốc tế cái UNCLOS năm 1982 thì căn cứ trên cái luật biển đó thì từ baseline tức là từ cái bờ biển ra tới ngoài chỉ có được 12 hải lý. là vùng lãnh thổ của mình, lãnh hải của mình. Còn Đài Loan cũng vậy, cũng 12 hải lý thôi. Còn cái 200 hải lý đó là vùng đặc quyền kinh tế, chứ không phải là lãnh hải. Đặc quyền kinh tế tức là họ có quyền đánh cá ra tới 200 dặm ở vùng biển quốc tế. Thì người ta gọi là 200 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế. Thì điều này nó cho các bạn thấy cái điều gì? tức là nó không phải thuộc về để cho các bạn đừng hiểu lầm 200 hải lý đó là vùng lãnh hải và lãnh thổ. Lãnh hải chỉ được có tối đa là 12 hải lý thôi. Nhưng mà người dân ở quốc gia đó có quyền đi đánh cá trong cái chu vi 200 hải lý từ bờ biển ra tới bên ngoài. Đó là cái luật ấn định ở cái luật UNCLOS năm 1982. Vì vậy, vậy, khi Hoa Kỳ băng ngang eo biển Đài Loan mà Trung Quốc không dám động đậy, lý do là bởi vì căn cứ trên cái luật biển đó, Trung Quốc chỉ có 12 hải lý, Đài Loan cũng chỉ có 12 hải lý, tàu Hoa Kỳ đi ở giữa và nó đi ngoài tầm 12 hải lý, nó không vi phạm vào lãnh hải của Trung Quốc ở khu vực này. Trừ phi lãnh thổ Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Nếu lãnh thổ của Đài Loan thuộc về Trung Quốc thì coi như Trung Quốc sẽ cover luôn cái khu vực à, cái khu vực eo biển này là của họ và họ sẽ tính 12 hải lý trở ra. Ok các bạn, để tôi uh, rum lại cho các bạn thấy. Nếu như Đài Loan thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc thì cái eo biển này thuộc về lãnh thổ Trung Quốc và baseline tức là đường đất liền cái đường từ đất liền đó từ lục địa ra sẽ tính từ cái line này của eo biển Đài Loan ra 12 hải lý. Và nếu như Đài Loan thuộc về Trung Quốc thì những cái đảo nhỏ ở đây và những cái đảo nhỏ ở khu vực này kể cả gần Ba Bình này các bạn. Ở Ba Bình là nằm ở đây nha các bạn. Thì nó cũng thuộc về lãnh hải của Đài Loan. Như vậy nếu mà Trung Quốc chiếm toàn trọn Đài Loan thì những cái đảo này xung quanh đây đều thuộc quản trị của Trung Quốc và họ sẽ tính từ baseline ra 12 hải lý. Như vậy thì đó là lý do tại sao các bạn thấy Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ cho Đài Loan. Hoa Kỳ không muốn Trung Quốc ngăn chặn con đường biển này. Và giống như tôi đã nói, còn ngược lại Trung Quốc, họ không thể để mất Đài Loan tại vì Đài Loan nằm trước mặt họ. Nằm trước mặt trận ngay trước mặt họ mà bây giờ các bạn nghĩ đi, nếu như Đài Loan độc lập. Nếu như Đài Loan tuyên bố độc lập mà Trung Quốc không làm gì hết thì có nghĩa là căn cứ quân sự của Hoa Kỳ sẽ nằm trận trước mặt Trung Quốc. Đôi bên sẽ đối đầu với nhau một cách trực tiếp. Cái điều này rất nguy hiểm cho Trung Quốc. Rất nguy hiểm cho Trung Quốc cho nên bằng mọi giá, Trung Quốc vẫn nói bằng mọi giá là họ sẽ phải thâu thâu lại thâu tóm cái lãnh thổ Đài Loan dù bằng vũ lực dù trả bất cứ giá nào. Tại vì cái chiến lược của đại cái đạo cái vị trí chiến lược của Đài Loan quá quan trọng đối với Trung Quốc. Ngược lại, Hoa Kỳ muốn khẳng định cái đường tự do hàng hải để vấn đề thông thương sau này không bị một quốc gia nào kiểm soát trên mặt biển thì Hoa Kỳ cũng không thể để cho Trung Quốc thâu tóm Đài Loan. Mà cái đường rảnh eo biển đó, nó phải có. Còn nếu như Trung Quốc mà thâu tóm Đài Loan, thì coi như cái eo biển đó thuộc về Trung Quốc. Thuộc về lãnh hải của Trung Quốc. Do đó, Hoa Kỳ cũng ở thế không thể để cho Trung Quốc thâu tóm. Nó sẽ cắt ngang con đường nếu mà tàu tàu bè vận chuyển từ khu Bắc, từ khu mà ở đây xuống, nếu như Đài Loan ở từ Nam Hàn đi, họ đi băng cái eo biển này, họ đi xuống hàng xuống ở đây để họ vào khu vực Đông Nam Á, họ đi rất là gần. Thì bây giờ nếu mà cái eo biển này thuộc quyền quản trị của Trung Quốc, thì từ Nam Hàn họ phải đi dòng qua bên này. Họ dòng ngược qua này, họ dòng vô, các bạn thấy con đường nó rất là xa, phải dòng qua những cái eo biển bên đây. Nhật Bản cũng vậy, họ phải đi dòng từ eo biển này, họ vào trong khu vực của Đông Nam Á. Thay vì từ đây, họ băng ngang cái eo biển Đài Loan để đi vào khu vực Đông Nam Á thì các bạn thấy cái con đường này con đường chiến lược rất là quan trọng. Do đó, Hoa Kỳ bằng mọi giá phải bảo vệ chặt chẽ cái tuyến đường tự do hàng hải này. Vậy vì vậy cái lịch trình của hải quân Hoa Kỳ ở khu vực này họ đã có sẵn cả năm chứ không phải là bất ngờ xuất hiện ở trên biển Đông. Mà mình nhìn vào cái luật cái cái cái, cái, cái lịch mà họ đã đi qua cái eo biển Đài Loan 3 lần trong năm nay thì các bạn đã nhìn thấy rõ ràng là cách một tháng 24, 25, 24, 25. Thì như vậy thì những tháng kế tiếp cũng ở cái khoảng thời gian này. Đây là tàu chiến thôi. Tôi chưa nói tới không quân. Tôi chưa nói tới máy bay B-52, tức là B-52 Bomber. B-52 Bomber họ có cái lịch trình khác, cái đó của bên không quân. Thì cái đó mình chưa biết cái lịch đó. Nhưng mình biết được cái lịch của tàu chiến của Hoa Kỳ, tức là các khu trục hạm của Hoa Kỳ sẽ băng ngang cái khu vực này mỗi một tháng một lần. Và sự xuất hiện thường xuyên hơn. Chưa kể là các bạn nhớ là họ còn phải xuất hiện ở khu vực Biển Đông, ở khu vực Biển Trường Sa và Hoàng Sa nữa. Tức là Hoa Kỳ sẽ gia tăng cái sự hiện diện của họ ở khu vực Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa nữa. Chứ không phải chỉ cái trên eo biển Đài Loan không. Tại vì trên eo biển Đài Loan mà bỏ rơi cái mặt trận dưới đây là Trung Quốc sẽ tràn xuống dưới đây. Do đó, cái sự xuất hiện thường xuyên của Hải quân Hoa Kỳ ở trên hai mặt trận, eo biển Đài Loan và biển Đông sẽ thường xuyên hơn. Đài Loan thì chúng ta đã biết được lịch trình. <laughs> Đài Loan chúng ta đã biết được lịch trình rồi. Riêng về Biển Đông thì chúng ta chưa thấy. Tại vì xuất hiện bất ngờ chúng ta không biết và cũng không dò được cái lịch trình của họ như thế nào. Nhưng chắc chắn Hoa Kỳ phải có lịch trình. Hải quân Hoa Kỳ phải có lịch trình để mà định kỳ đi vào Biển Đông. Cái điều này là mình tránh không khỏi. Nhưng mà có điều chúng ta chưa nhìn được là điểm thứ nhất. Và thứ hai, Hoa Kỳ vẫn còn đang chờ đợi cái sự gọi là quay trở lại của Philippines. Do đó, cái lịch trình mà đi vào Biển Đông tôi nghĩ rằng là Họ chưa có cụ thể. Họ chưa có cụ thể. Và họ đang cần có một cái sự trả lời dứt khoát của Philippines để họ bắt đầu soạn cái lịch trình đi vào biển Đông nhiều hơn. Và điều này cho các bạn thấy cái chuyển trục về Á châu của Hoa Kỳ. Đó là cái tình được xem là một cái thái độ mà Hoa Kỳ xem trọng rất là nhiều. Và tàu hải quân của Hoa Kỳ xuất hiện ở biển Đông càng lúc càng nhiều như vậy cho các bạn thấy rõ ràng năm ngoái các nhà phân tích tình hình cũng đã nhấn mạnh đến điều này. 3 điểm nóng trong 4 điểm nóng trên toàn thế giới thì hết 3 điểm nằm tại Á châu, hồ sơ của Bắc Hàn, eo biển Đài Loan và biển Đông. Và chỉ có một cái hồ sơ của Iran là được xem là điểm nóng trên thế giới trong năm 2019. Còn lại 3 điểm này mới là 3 điểm nóng. Như vậy thì các nhà phân tích họ cũng không có nhận định sai lắm. Với cái tình hình bây giờ càng lúc càng gia tăng. Vậy thì tình hình biển Đông trong năm 2019 bây giờ tháng 3. Và chúng ta còn 9 tháng nữa hết năm 2019 trong 9 tháng này rất nhiều chuyện xảy ra. Và những chuyện xảy ra nó sẽ đẩy Trung Quốc và Hoa Kỳ vào thế càng lúc càng đối đầu với nhau. Gần như là bây giờ ở cái mức các bạn còn nhớ năm 2009. Hoa Kỳ còn gửi quân tới tham gia cuộc duyệt binh của Trung Quốc dưới thời của Obama. Nhưng bây giờ 2010, tình hình đổi khác đi. Dưới thời của Obama, vì e ngại cái mối quan hệ với Trung Quốc, Obama đã không dám ký bán vũ khí cho Đài Loan bác bỏ những cái việc mua vũ khí của Đài Loan. Trong khi đó, qua thời của Tổng thống Trump, năm ngoái hai lần, Quốc hội của Hoa Kỳ đã đồng ý và chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý bán vũ khí cho Đài Loan. Và đây là cái cuộc thương lượng thứ ba. Tỷ giá 13 tỷ. Thì dưới thời Tổng thống Trump, thứ nhất là việc bán vũ khí cho Đài Loan không bị phản đối bất cứ ai. Và thứ hai là sự hiện diện càng lúc càng rõ nét của Hoa Kỳ ở khu vực Á-châu Thái Bình Dương. Và cái này là một trong những cái chiến lược quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong vòng hai thập niên tới, tức là cái chiến lược Indo-Pacific, nó sẽ là cái chiến lược quan trọng nhất trong các cái chính sách của Hoa Kỳ trong vòng hai mươi năm tới, tức là hai thập niên tới, chứ không phải chỉ là cái giai đoạn này mới đối đầu với Trung Quốc, mà đôi bên sẽ còn có những cái đụng trận rất nhiều trên nhiều hồ sơ, và kể cả những cái hồ sơ về mậu dịch thì các bạn biết rồi, riêng hồ sơ về vấn đề mà kiểm soát mặt biển, kiểm soát không phận và trên cái hồ sơ quân sự thì Hoa Kỳ sẽ không để cho Trung Quốc một tay thao túng. Bất kể là có quốc gia nào tại Đông Nam Á có hợp tác với Hoa Kỳ hay không, Hoa Kỳ cũng không để cho Trung Quốc một tay thao túng. Do đó, đây là cái quyết tâm và họ nhìn ra được cái chiến lược Indo-Pacific coi như hơn nửa thế kỷ bỏ rơi Đông Nam Á. Hoa Kỳ đã quay trở lại. Lúc trước Hoa Kỳ đã nhìn ra được cái bài toán Đông Nam Á. Nhưng và họ đã chọn miền Nam Việt Nam làm cái căn cứ địa rồi. Nhưng đáng tiếc là do cái định mệnh. Và cuối cùng thì họ chọn cái thị trường Trung Quốc dưới thời của Đảng dân chủ và cuối cùng họ cắt bỏ cái miền Nam Việt Nam. Rồi bây giờ nửa thế kỷ sau, nhìn thấy cái sự phát triển của Trung Quốc, họ mới nhìn rõ được cái tầm lợi hại chiến lược ở khu vực Đông Nam Á như thế nào. Và bây giờ Hoa Kỳ quyết tâm quay trở lại Á Châu. Đương nhiên, là sự bỏ rơi 50 năm qua nó đã khiến cho Hoa Kỳ bị thất thế rất nhiều so với Trung Quốc, nhưng không có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ dậm chân tại chỗ hay sẽ nhường cho Trung Quốc cái mặt trận ở Đông Nam Á. Hoa Kỳ sẽ tìm cách quân bình quyền, quyền lực của mình ở khu vực này bằng mọi giá để Trung Quốc không thể bành trướng ở khu vực này. Và đó là lý do tại sao mà tàu hải quân của Hoa Kỳ sẽ thường xuyên có mặt ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa tới cái đề tài thứ hai chắc chắn các bạn sẽ quan tâm rất nhiều về chuyến đi của tập cận bình tới âu châu giống như chúng ta dự đoán tập cận bình đã đạt được cái gì thì một lát đó là cái đề tài thứ hai mà phong trở lại với các bạn xin các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của phong trên facebook và youtube phong trở lại trong vòng 3 phút